Căn hộ 205 triệu đô la đắt nhất London. Một căn penthouse sang trọng thuộc khu chung cư cao cấp One High Park ở London. Được định giá 160 triệu bảng sấp xỉ 205 triệu đô la. Đây là căn hộ đắt nhất thủ đô Anh Quốc. Khu chung cư cao cấp One High Park nằm trên phố Knightsbridge xa xỉ ở London. Nổi tiếng với những bất động sản thuộc loại đắt đỏ nhất thế giới, ảnh, Sutterstock, năm 2018, căn hộ, được thuê bởi tỷ phú địa ốc người Anh Nick Kenny, ảnh, Sutterstock. Những bức tường kính bao quanh căn penthouse này đem đến ánh sáng tự nhiên cũng như cảnh quan thành, phố. Gia chủ còn được đảm bảo an toàn khi căn hộ còn có phòng trú ẩn và kính chống đạn, ảnh, daily mail. Những cư dân tại One High Park có thể sử dụng các tiện ích cao cấp như hồ bơi, dạp chiếu phim, phòng tắm hơi, trung tâm thể dục, sân gôn, hầm rượu và dịch vụ dọn phòng, ảnh, daily mail. Bên cạnh tỷ phú Nick Kennedy, một số căn hộ khác ở One High Park còn. Được sở hữu bởi nhiều người nổi tiếng như các ông trùm dầu mỏ, và các thành viên hoàng tộc Ả Rập. Ảnh National Picture, những không gian sống bên trong căn penthouse mang những gam, màu be, trắng chủ đạo, để đem đến vẻ đẹp sang trọng, trang nhã. Ảnh National Picture, phòng tắm chính, được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, đắt tiền, và thậm chí có cả TV cao cấp để phục vụ việc giải trí. Ảnh Shutterstock, phòng ăn lộng lẫy. Được bài trí tinh tế là khu vực lý tưởng, để có những bữa ăn, tiệc tùng cùng khách hứa, và bạn bè, ảnh, Alamy. Hy vọng quý vị cho một lượt thích để ủng hộ tôi mới đi học đọc về xong. Trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.